Xin kính chào toàn thể bà con. Vâng, đây là xưởng sản xuất cơ khí Hồng Phúc. Chúng tôi thì đang quay video trực tiếp tại xưởng sản xuất các loại máy hàn bấm, máy hàn điểm. Vâng, anh thử lại cái nữa cho khách xem. Vâng, đấy, rất đơn giản. Thử tiếp cái nữa đi. Đấy, bà con nhìn này, máy chỉ với một thao tác dí điện đơn giản thôi. Cắm chắc vào, cắm điện chắc vào. Cứ giữ điện này đấy. Giữ chân vào kia cho nó đấy. Rồi. Rồi, rất là đơn giản. Rồi. Đó. Thử con kia đi. Máy thì chúng tôi thì sản xuất cung cấp hỗ trợ vận chuyển toàn quốc nhé. Các công nhân thì đang thử máy. Rất đơn giản, hiệu quả. Mấy con của chúng tôi là có 15 con đang xuất đi cho khách hàng. Bán buôn bán lẻ nhé. Chuyên lắp đặt để giao về các xưởng sản xuất luôn. Bà con có thể đặt hàng theo nhu cầu, ví dụ như hàng từ 5 ly, 6 ly chúng tôi đều làm được nhé. 5-6 ly chúng tôi đều làm được cho bà con. An toàn tuyệt đối. Máy thì có 5 số, à 4 số, xin lỗi. Đây, máy có 4 số. Thì tùy theo cái dây hàn của bà con thì bà con sẽ tăng số theo nhu cầu sản xuất của mình. Xưởng sản xuất Hồng Phúc, địa chỉ tại Hiệu Chân, Tân Hưng, Sóc Sơn, Hà Nội. Cảm ơn bà con nhé, rất mong được sự hợp tác của bà con. Để kênh nào, để kênh. Chưa bám điện đâu. Giữ xe để anh giữ chân. Đó, đây các vết hàn sau khi hàn bấm này. Đấy, bà con nhìn này. Rất đơn giản, hiệu quả luôn, chắc chắn. Dính như là một khối sắt liền khối này. Và mọi chi tiết vui lòng liên hệ đến xưởng sản xuất Hồng Phúc, địa chỉ Hiệu Chân, Tân Hưng, Sóc Sơn, Hà Nội. Số điện thoại chúng tôi đã gắn ở trên bài. Cảm ơn bà con nhé, hẹn gặp lại bà con.